Ngày 29 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối ngày 28 tháng 11, người đàn ông 30 tuổi có biểu hiện bất thường đi trên mái tôn căn nhà 4 tầng ở hẻm đường Xóm Chiếu, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thì bị trượt mái tôn rơi xuống khe hở giữa hai căn nhà. Phòng BC07 đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công an quận 4 tiếp cận hiện trường. Sau nhiều giờ thả dây xuống khe hở kéo nạn nhân lên không thành, lực lượng chức năng buộc phải đập tường một căn nhà. Đến 1 giờ 40 phút ngày 29 tháng 11, bức tường được đập để lộ khoảng trống cho nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông bị mắc kẹt vẫn cố thủ tại chỗ. Sau 20 phút động viên, trấn an và khuyên nhủ nạn nhân chui ra, công an buộc phải dùng sức kéo nạn nhân ra ngoài, mặc cho người này chống cự quyết liệt. Ít phút sau, người đàn ông được giải cứu với một số vết thương do va đập vào khe tường.